Xin chào ông chủ, tôi tên là Đặng, tôi tên là Đặng Văn Linh ạ. Xin tôi tự giới thiệu bản thân, tôi sinh năm 1991, năm nay tôi 26 tuổi ạ. Hiện tôi cao 1m65 ạ, cân nặng 53 kg ạ. Tôi gia đình có sáu người ạ. Tôi đã kết hôn ạ. Tôi đã từng làm cơ khí ở nhà được 8 năm rồi. Đứng dậy chào.